Theo như camera an ninh nơi xảy ra tai nạn, thì vợ anh đã phóng xe nhanh và bất ngờ đâm vào giải phân cách. Chúng tôi tìm thấy trong xe có chai rượu. Có lẽ cô ấy đã lái xe trong tình trạng say xỉn và không ai dẫn đến tai nạn. Các anh đã vất vả rồi. Cảm ơn các anh nhiều. Không có gì đâu. Đây là bổn phận của chúng tôi. Nghe nói tình hình của cô ấy rất nguy kịch. Thật là tồi tệ. Tôi có thể làm gì cho cô ấy? Bà chỉ có thể ngồi đây cầu nguyện. Giá như người nằm đây là tôi thì tốt biết mấy. Anh hãy vững vàng lên. Anh còn phải lo cho cô ấy và con gái nữa. Đúng không nào cô bé? Mẹ con bé có con bé trước khi lấy tôi. Con bé sinh ra đã câm bẩm sinh. Tôi thương con bé như con ruột của mình vậy. Và cú sốc này thật là vượt ngoài sức tưởng tượng của con bé rồi. Chuyện gì vậy cô bé? Cháu yên tâm, mẹ cháu sẽ khỏe lại thôi. Cháu được cho chú cái gì thế này? Anna, con đâu rồi? Con bé viết lời cảm ơn lên giấy cho mình chăng? Ông ta đã hại mẹ cháu. Mẹ cháu không biết uống rượu. Cháu đã thấy ông ta lúi húi làm gì chiếc xe của mẹ. Xin cháu hãy bắt chồng của mẹ cháu. Xin hãy cứu mẹ cháu. Hả? Sao lại có thể thế được? À Đen, trông anh ấy đến tiều tụy vì lo cho vợ mình như vậy mà. Trông đâu có giống dáng vẻ của một kẻ sát nhân đâu. Có khi nào vì quá sốc mà tâm lý cô bé không được ổn định không ta? Dù sao đi nữa thì làm cha dưỡng cũng không dễ dàng gì. Mình thử gọi điện lại gặp bố con bé cho an tâm. Alo, là anh Aden phải không? Tôi là cảnh sát Rubin đây. Chào anh. Anh gọi tôi có chuyện gì không? À, không có chuyện gì đâu. Chỉ là tôi hơi lo lắng cho con bé Anna. Không biết sau tai nạn của mẹ cô bé thì cô bé có gặp vấn đề gì về tâm lý hay không? Cảm ơn anh đã lo lắng. Tôi cũng lo cho tâm lý của con bé, nên đã gửi nó về nhà mẹ tôi ở quê để tiện cho bà chăm sóc nó. Anh biết đấy, con bé cần một người phụ nữ bên cạnh. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi điện báo anh vụ án đang bước vào giai đoạn kết án, nên mong anh và gia đình kiên trì vượt qua. Thôi, chào anh. Tự nhiên mình cảm thấy có gì đó không ổn trong vụ án này. Nếu Aden là người chồng, người cha tốt đẹp như mình thấy, thì sao cô bé Anna lại có những suy nghĩ đáng sợ như vậy về cha của mình? Mình để ý thấy con bé chỉ dám đứng ở cách xa giường bệnh. Con bé sợ bố dưỡng của mình sao? Còn cả ánh mắt của con bé nữa, vô cùng căm phẫn khi nhìn cha dưỡng của mình. Rồi cả lúc con bé đưa mảnh giấy cho mình, lúc nghe thấy tiếng bố gọi tên, hoàn toàn là sự lo lắng và sợ hãi. Chứng tỏ mối quan hệ giữa cha con họ không tốt đẹp như Aden nói rồi. Là mình quá đa nghi hay tai nạn này thật sự có vấn đề gì? Vụ tai nạn của Daisy Richards, tôi đã đọc qua báo cáo của cậu rồi. Bằng chứng ngoại phạm cũng đã đầy đủ. Cậu có thể kết luận tai nạn được rồi đấy. Thưa sếp, tình hình thì là vậy. Nhưng có lẽ tôi sẽ điều tra thêm vài điểm nghi vấn nữa, rồi sẽ đưa ra kết luận sau. Tôi không muốn có một sai sót nào, dù là một vụ án đơn giản. Cậu cẩn thận quá rồi đấy. Nhưng tôi thích sự cẩn thận ấy. Ý anh là phanh chiếc xe bị hỏng ư? Đúng vậy. Không biết chi tiết này có giúp ích gì cho việc điều tra của anh hay không. Nhưng xem xét về độ va chạm của tai nạn này, xe phanh không phải hỏng do tai nạn, mà đã bị hỏng trước khi tai nạn xảy ra. Tôi cũng không biết điều này do vô tình hay là cố ý nữa. Vậy là nguyên nhân tai nạn có thể không phải do xe xỉn đi quá tốc độ, mà là do xe bị đứt phanh, không thể kiểm soát tay lái ư? Có thể là như vậy. Chiếc xe này có hộp đen đấy. Anh có thể lấy về để điều tra thêm. Trời ơi, phanh xe, bị làm sao thế này? Trời ơi, xe mình hỏng phanh mất rồi. Ông Khả ơi. Vẫn chưa tìm thấy đoạn nào khả nghi. Điên thật, phanh xe bị làm sao thế này? Mình vừa nghe thấy giọng của Aden phải không ta? Phải thua lại mới được. Mình đúng là một thằng đàn ông nhục nhã. Không có nổi một cái xe, trong khi vợ thì có xe và giữ hết tài sản cho riêng cô ta. Đúng là con bé đã thấy Aden làm gì đó với chiếc xe này. Con bé không gạt mình. Điên thật, phanh xe bị làm sao thế này? Nó hỏng rồi à?
phanh lúc được lúc không thế này thì đi xe có mà tai nạn như chứ. Cô ta đi xe như phá vậy. Aden, chiếc xe có chuyện gì vậy? Vậy là chính anh ta đã biết được xe bị hỏng phanh, nhưng trong quá trình lấy lời khai lại không hề nhắc đến chi tiết này. Aden, chiếc xe có chuyện gì vậy? Không có gì. Tôi định mượn xe cô để đi ra ngoài, nhưng thôi. Sau này anh lạ quá vậy. Anh lại định lén cầm xe để đi sòng bạc đúng không? Trời ơi, lại chúa tôi. Cô ra ngoài hết cả buổi sáng và để tôi ở nhà đói meo, vậy mà giờ vẫn còn bình thản đứng đây tra hỏi tôi này nọ. Tôi thật không thể chịu đựng cô thêm nữa rồi. Vậy là anh ta đã cố tình giấu Đại Si về việc phanh xe có thể sẽ bị hỏng. Anh ta muốn Đại Si gặp tai nạn ư? Nói đúng hơn là tự mình gặp nạn. Nhưng vì điều gì? Mình đúng là một thằng đàn ông nhục nhã, không có nổi một cái xe, trong khi vợ thì có xe và giữ hết tài sản cho riêng cô ta. Là vì tài sản ư? Cảnh sát Rubin, để phục vụ điều tra, tôi mới cung cấp cho anh thông tin về tài sản của thân chủ tôi là cô Đại Si. Xin anh giữ bí mật. Vậy là toàn bộ tài sản, nhà cửa đều đứng tên con gái Đại Si là Anna thôi sao? Vợ chồng họ gặp vấn đề gì sao? Chồng quấy không có công ăn việc làm, suốt ngày chỉ đốt tiền và sòng bạc. Cô Đại Si muốn đảm bảo một tương lai tốt đẹp cho Anna, nên quyết định dành dụm được bao nhiêu đều đứng tên Anna hết. Xin ông cho tôi biết trường hợp xấu nhất, nếu giờ cô Đại Si sống thực vật hoặc tồi tệ hơn là qua đời thì ông Aden sẽ là người giám hộ cho Anna và sẽ có quyền quản lý tài sản của cô bé. Hôm nay mà mày còn trở về với mấy đồng bạc lẻ thì ăn no đồ nha con. Anna, chú xin lỗi. Chú đến rồi đây. Chú tin cháu. Đừng khóc nữa. Cùng chú về đồn cảnh sát, chú sẽ điều tra mọi việc sáng tỏ và lấy lại công bằng cho mẹ của cháu. Nhờ mẫu giấy cảnh báo của cháu, chú đã tìm hiểu lại từ đầu. Aden, ông ta đã cố tình giấu chuyện phanh xe bị hỏng, khiến mẹ cháu gặp tai nạn. Có lẽ vì tham vọng muốn trở thành người bảo hộ của cháu để cướp tài sản của chính vợ mình. Nhưng những bằng chứng này sẽ không đủ để kết tội Aden. Giờ chỉ có một cách duy nhất để pháp luật có thể bảo vệ cả cháu và mẹ cháu, đó chính là mẹ cháu phải tỉnh lại. Nhưng tình hình mẹ cháu không mấy khả quan. Chả bà chúng ta có thể làm gì đấy khích lệ để mẹ cháu tỉnh lại? Chú có thể giúp cháu tìm lại điện thoại của mẹ cháu không? Cháu muốn mang nó đến gặp mẹ, biết đâu cháu sẽ khiến mẹ tỉnh dậy. May quá, điện thoại của mẹ cháu bị vỡ màn hình nhưng vẫn hoạt động được. Nhưng cháu định làm gì với nó chứ? Aden quả là đã không trông nom mẹ cháu ngày đêm như lời ông ta nói rồi. Chú nghe y tá nói, ông ta đã đi đâu mấy ngày nay không đến thăm. Cô hãy mau tỉnh lại đi Đại Si. Cô biết Aden đáng sợ thế nào mà. Con gái cô sẽ sống thế nào nếu không có cô chứ? Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà đi. Mẹ từng nói với con, tiếng khóc chào đời của con là âm thanh kỳ diệu, giúp mẹ vực lại tinh thần mỗi khi mẹ mệt mỏi, bế tắc mà, phải không mẹ? Vậy lần này cũng vậy, mẹ không được bỏ cuộc đâu, mẹ ơi. Đây chắc là tiếng khóc chào đời của Anna, âm thanh đầu tiên và cũng là duy nhất của cô bé. Nên có lẽ cả mẹ Anna và cô bé đều trân trọng âm thanh thiêng liêng này. Anna, nhìn kìa, tay mẹ cháu đã có phản ứng. Chú không nhìn lầm đấy chứ? Đại Si, cô tỉnh dậy rồi ư? Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Anna, cháu không phải lo nữa rồi. Cháu và mẹ cháu sẽ an toàn. Chú nhất định sẽ tận tay bắt Aden. Vậy là với sự phối hợp của Đại Si và sự nỗ lực điều tra của Rubin, họ đã tìm thêm được nhiều bằng chứng để buộc tội Aden. Aden không chỉ giấu Đại Si về việc phanh xe có vấn đề mà còn khiến cho phanh xe hỏng nặng hơn, đồng thời mang rượu lên xe để tạo hiện trường giả. Cuối cùng thì Aden cũng bị bắt vì tội mưu sát và phải ngồi tù đến 10 năm vì hành động tàn nhẫn của mình. Mối tình căm.
bộ phim được xây dựng dựa trên giai thoại về mối tình đơn phương của chàng thi sĩ Hàn Mặc Tử và người con gái xứ Huế là Hoàng Cúc. Và đây cũng chính là nguồn cảm hứng để ra đời bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ năm 1938. Họ Huế hay quá. Có hay bằng người con gái Huế không? Họ Huế cũng như người con gái Huế, khi nào cũng đẹp. Chẳng vậy mà người ta vẫn nói gặp cô gái Huế bước đi không đành đó thôi. Ấy vậy mà anh lại bỏ Huế mà đi đấy. Má ơi, anh chị ơi, Út ơi. Sao không nhắn anh hai con ra đón? Đi xe phu làm gì cho vất vả. Quê mình thay đổi nhiều quá má ha. Nhưng có một mùi vị vẫn không thay đổi. Đó là cái vị cá bống kho tiêu, đúng không má? Sao quê bao nhiêu năm mà chú vẫn nhớ vị này sao? Má bảo chú thích ăn món này từ bé, nên nay biết chú về, má tận tay xuống bếp làm cho đấy. Hồ sơ du học của chú thế nào rồi? Dạ, xong xuôi hết rồi. Em đã nằm trong danh sách những người sang Pháp du học, nhưng thời gian còn khá dài nên em về đây xin việc và chờ ngày đi ạ. Ừ, vậy quá tốt rồi. Thế chú định xin làm ở đâu? Dạ, em định vào sở Đạt Điền. Em có người quen giới thiệu, bên ấy đang cần tuyển người ạ. Nhà ông giám đốc sở Đạt Điền gần nhà mình đó hả? Ôi, tôi lại quen cậu cháu ông ấy đấy. Có gì để tôi hỏi giúp chú cho. Tốt quá rồi, vậy phen này em nhờ anh nha. Nè, anh làm gì mà thẫn thờ vậy? Có tiếng đàn tranh hòa với giọng ca Huế khiến anh đi không đành. Anh biết để ý thật đó. Đó là nhà của cụ Hoàng Tùng, giám đốc sở Đạt Điền Quy Nhơn đó. Người con gái kia là con của cụ, ca hay, đàn giỏi, đại khác lắm, đã khói anh tương tư rồi. Đây là ái nữ của bác tôi, tên Hoàng Cúc. Mời anh với hai cậu vào nhà uống nước thắm giọng ạ. Dạ, con chào chú. Thưa chú, đây là cậu Trọng Trí, con trai ông Văn Toản, cũng là em trai của anh bạn con, vừa học ở Belarin Huế ra, đang trong thời gian chờ gọi sang Pháp học, nên muốn xin bác cho làm việc ở sở ạ. Ta cũng sắp về hưu rồi, nên cũng đang cần người cán đáng công việc cùng. Có con cụ Toản về phụ thì tốt quá rồi. Dạ, đa tạ chú ạ. Mà cũng hay, cậu từ đây vào Huế học, tôi thì từ Huế ra đây làm việc. Huế là nơi sơn thủy hữu tình, còn Quy Nhơn là nơi thơ ca thượng võ. Thế cậu có biết làm thơ không? Dạ, cháu mới chỉ võ vẽ thôi ạ. Bạn con anh Mộng Châu, chủ sĩ hội quán, là anh ruột của Trí đó bác. Thế thì sớm muộn gì cậu cũng có duyên với thơ ca thôi. Thức khuya, non sông bốn mặt ngủ mơ màng, thức chỉ mình ta dạ chẳng an. Bóng nguyệt leo sông sờ sẫm gối, gió thu lọt cửa cọ mài chăn. Khóc dùm thân thế hoa rơi lệ, buồn giúp công danh dế dạo đàn. Trở dậy nôm na dài điều cũ, đầm cành tâm sự vẫn chưa tàn. Các cháu có biết Phong Trần là bút danh của ai không? Dạ không thưa bác, nhưng có chuyện gì vậy ạ?
À, Phong Trần là tác giả của bài thơ này, vừa được đăng trên báo, mà lại được chính cụ Phan giới thiệu, nên bác khá ấn tượng. Thế các cháu không biết tác giả này à? Dạ, đó là bút danh của cháu ạ. Tốt, tốt lắm. Nhưng mà tại sao cậu lại lấy bút danh Phong Trần? Cậu không sợ cái tên nó ám vào đời cậu sao? Hay tâm hồn nghệ sĩ của cậu đào hoa lãng mạn như gần gió nhỉ? Thích trồng hoa cúc để xem chơi, cúc ngó đơn sơ lắm mặn mòi, đêm vắng gần kề sai chén nguyệt, vườn thu vắng vẻ đủ mua vui. Thì ra có người đang tương tư chị tôi, bảo sao ý thơ da viết thế. Tôi đàn ông gì mà nhát thế, mạnh mẽ lên chứ. Có người mê tiếng đàn của chị, người đó làm nhiều thơ về chị lắm, nhưng không dám tặng cho chị, mà chỉ đọc cho chúng em nghe mà thôi. Quê mùa như tôi á, ai mà mê được chứ. Ấy thế mà chị làm người ta thao thức ngẩn ngơ cả đêm lẫn ngày đó. Con chào bác, em chào anh chị. Hoàng Cúc đi dạo hả con? Hôm nào rảnh sang nhà bác chơi nha. Tiến là hàng xóm mà ít khi thấy con đi đâu quá. Dạ vâng ạ, giờ con xin phép bác. Em xin phép anh chị ạ. Nhà ai mà cưới được cô ấy làm dâu á, hẳn là có phúc lắm. Vừa lễ phép lại ngoan hiền nữa. Vậy nên con trai má mới tối ngày thẫn thơ đó. Cháu đã bị gạch tên khỏi danh sách du học sinh sang Pháp năm nay rồi. Bác thực sự tiếc và chia buồn cùng cháu. Nhưng lý do là gì thưa bác? Bởi vì họ biết cháu có quan hệ thân thiết với cụ Phan. Mà cụ Phan có vấn đề tế nhị với Pháp như thế nào, chắc cháu cũng biết rồi đấy. Nên không còn cách nào khác. Anh Trí đi đâu mà thẫn thờ thế? Anh biết tin gì chưa? Gia đình bác tôi chuẩn bị về Huế sống đó. Thế còn Hoàng Cúc? Tôi đã đưa tập thơ của anh cho chị ấy rồi, nhưng chị ấy lưỡng lự rồi kiên quyết từ chối nhận. Nên thôi, anh cho tôi xin được trả lại nha. Tôi biết mà, tôi chỉ là hàng sĩ nên chỉ dám đứng từ xa nhìn nàng thôi. Con theo cha ra đây từ năm 10 tuổi tới giờ, biết bao thứ để còn gắn bó. Nhưng dù sao ta cũng phải về nơi ta sinh thôi con à. Hay cha cho phép con được ở lại đây có được không cha? Làm sao cha để con ở đây một thân một mình được? Biết con còn nhiều luyến lưu, cha sẽ cho con một tháng thu xếp mọi thứ rồi về đó với cha. Là mấy tên thi sĩ gàn dở, yêu đương cho đã rồi làm khổ cả mọi người thế này. Chị nói vậy sao được, chú ấy bỏ đi có thể vì bất mãn cả chuyện du học nữa. Một năm sau. Má ơi. Ôi, má giận cậu lắm á. Tại sao cậu bỏ đi mà không một lá thư thăm hỏi má vậy? Má ơi, con biết sai rồi. Con về với má rồi đây. Má đừng giận con nữa nha. Hả? Trời ơi, con à. Con bị sao thế này, hả? Con chỉ bị dị ứng thôi má. Con đã uống thuốc rồi, chắc vài bữa nữa sẽ khỏi thôi. Cậu đừng có chủ quan. Đây không vết dị ứng thường đâu nha. Tôi thấy da cậu bong tróc ra hết rồi kìa. Thôi thôi thôi, mày đừng có nói bậy. Má đưa thằng Trí vào trại phong đi má ơi. Nghe người ta nói rát tai lắm. Còn nói cái gì vậy? Thì má ra ngoài kia mà nghe đi. Người ta đồn
Má có thằng con trai gàn dở, bây giờ lại thêm Cùi Phong nữa, nhục nhã lắm má. Với lại cứ thế này, bệnh tình sẽ chẳng khá hơn được đâu. Thưa bà, cán hộ dân quanh đây phản ánh cậu Trí nhà mình mắc bệnh truyền nhiễm, đề nghị gia đình hợp tác đưa cậu ấy tới trại Phong để chữa trị, và cũng để đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Các cậu đừng có nói dối, con trai của tôi đang khỏe mạnh, mà ai lỡ đồn ác như vậy hả? Các cậu về giùm cho đi. Mong gia đình hợp tác, bằng không chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh. Bác ơi, chị ơi, cậu vào khi nào vậy? Sao không báo cho bác biết? Anh Trí vẫn chưa quên được chị. Có sao người ta lại hững hờ đến như vậy? Anh Trí đang được cách ly ở trại Phong Quy Hòa. Anh ấy mặc cảm và cô đơn lắm. Bây giờ chỉ cần một an ủi nhỏ cũng ấm lòng chị à. Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cao nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Gió theo lối gió, mây đường mây, dòng nước buồn thiêu, hoa bắp lay. Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó, có chở Trăng về kịp tối nay. Bờ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Chuyến xe không đồng. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về đôi vợ chồng mua xe cứu thương chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2019. Tuấn là tài xế xe cứu thương của bệnh viện Chợ Rẫy. Hàng ngày, anh luôn tất bật cho chuyến xe của mình không quản ngày đêm. Dạ, alo. Xin hỏi có phải anh Tuấn không ạ? Dạ, đúng rồi. Bác là... Dạ, chào anh. Tôi là Liên. Chuyện là tôi và con trai tôi đang ở bệnh viện Chợ Rẫy. Chúng tôi muốn về nhà. Phiền cậu có thể chở chúng tôi về Trà Vinh được không ạ? Trà Vinh cơ ạ? Nó khá là xa. Vâng, cho nên muốn làm phiền tới anh. Dạ được. Vậy bác và anh chuẩn bị đi nha, bây giờ cháu sẽ tới liền ạ. Cậu Tuấn, thật cảm ơn cậu. Thiệt ngại quá, tối như vậy mà còn làm phiền tới cậu. Dạ không có gì, đây là công việc của cháu mà. Cậu cho tôi hỏi chi phí từ đây về Trà Vinh tầm bao nhiêu vậy? Nếu từ đây mình về tới Trà Vinh, giá sẽ là 2,2 triệu. Cảm ơn cậu. Sao thế cậu bé? Còn có chuyện gì muốn nói với chú sao? Dạ không ạ. Thế còn cứ ngủ một giấc trước đi, từ đây về nhà còn xa lắm. Cháu không ngủ được ạ. Nhà cháu có những ai? Dạ có ba, bà nội, cháu và em An ạ. Thế mẹ cháu đâu? Dạ, mẹ cháu mất từ sau khi sinh em An rồi. Ba hay đi làm xa, ít khi về nhà lắm. Cháu và em An ở nhà với bà. Sắp đến sinh nhật em An rồi, cháu lên huyện tìm bà để chuẩn bị cho em nó một cái bất ngờ. Vậy mà... Em An của cháu được mấy tuổi? Dạ, 2 tuổi ạ. Thank you.
Ôi trời ơi, nhà của họ đây sao? Phiền cậu đợi một chút, tôi đi đây một lát, khi về tôi sẽ đưa tiền cho cậu ngay nha. À, vâng ạ. Cảm ơn cậu. Ba mươi phút sau. Bình về rồi đó à? Bé An biết anh nó về, không chịu ngủ, đòi cô bế về cho bằng được nè. Dạ cảm ơn cô Dung ạ, phiền cô quá. Em An thật là hư mà. Tội nghiệp hai đứa, cả nhà chỉ trông chờ vào ba nó kiếm tiền. Vậy mà cuộc sống của mấy bà cháu nó sắp tới sẽ khó khăn lắm. Bộ cả nhà cháu ở đây không còn họ hàng gì hay sao chị? Không cậu à, gia đình họ cũng chuyển về cách đây không lâu. Nhà nghèo nên cả xóm cũng thương lắm. Lần này ba thằng Bình gặp tai nạn, cả xóm cũng gom góp cho chút ít mới có tiền đi bệnh viện. Mà chắc cũng hết rồi. Lúc nãy bà Liên còn đến vay của tôi một khoản nữa nè. Thiệt là tội cho họ quá. Sao vậy anh? Em à, anh muốn mua thêm một chiếc xe cứu thương nữa. Không phải anh đã có một chiếc rồi à? À, chiếc xe đó nó cũng lâu rồi, rất nhiều thứ bên trong không còn mới. Anh nghĩ bệnh nhân nằm cũng sẽ không thoải mái, nên anh muốn... Anh bị điên à? Như vậy mà cũng đòi mua xe nữa. Tiền đâu mà mua được chứ? Anh đang nghĩ đến việc bán căn nhà này để mua xe em à. Cái gì? Khó khăn lắm vợ chồng mình mới mua được nhà, mà giờ anh nói là bán nhà là bán thế nào? Em bình tĩnh nghe anh nói nha. Anh sẽ nhận thêm vài chuyến xe chở bệnh nhân để đủ tiền trang trải. Anh đang thật sự nghiêm túc nghĩ về vấn đề này. Em yên tâm đi, anh sẽ cố gắng đảm bảo cuộc sống chúng ta sau này. Từ ngày có thêm xe, Tuấn bắt đầu bận bịu hơn. Anh nhận thêm các dịch vụ khác bên ngoài của bệnh viện để kiếm thêm chi phí. Để có thêm thu nhập, Tuấn còn có nhận cho người quá giang đến nơi họ muốn nếu thuận đường. Hồng nè, có người nhà bệnh nhân tên Nhân muốn về nhà, một tí em làm thủ tục nha. Dạ chị. À mà lát nữa em sẽ đưa họ số của anh Tuấn chạy xe cứu thương luôn, nãy gia đình bệnh nhân mới hỏi em á. Sao mỗi lần đi xa, em đều đưa mỗi số anh Tuấn vậy? Thì chỉ có anh đó mới đi thôi, nhà bệnh nhân ở tận Đắk Lắk đó chị. Các tài xế khác họ ngán đường xa, lại hay gặp sự cố giữa đường lắm. Ờ cũng đúng. Lần trước ở Trà Vinh tận 120 cây, ảnh còn đi nổi mà. Nghe sau đó thì ảnh bán nhà mua thêm chiếc xe nữa đó chị. Thời đại giờ mà em, kiếm được một nguồn thu hấp dẫn, lại đơn giản chỉ chạy đi chạy về như vậy, phải tranh thủ chứ. Ôi thôi chết rồi, là ảnh Tuấn đó. Không biết là anh ấy có nghe không nữa. Nghe thì nghe đi, mình nói đúng chứ bộ. Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng có làm. Chị Tư, lấy cho tôi ký thịt như mọi khi hen. Chị Mai đó à, đợi tí. Chị Mai, con rể chị dạo này chắc làm ăn tốt quá hen. Cũng bình thường thôi chị à. Chị cứ khiêm tốn, tôi nghe nói con rể chị bán nhà mua thêm xe để chạy thêm kiếm tiền mà. Chắc cũng kiếm được kha khá rồi. Người ta đồn bậy đồn bạ đó, chị đừng có nghe. Con gái tôi nó làm y tá chung với bệnh viện của con rể chị mà. Cả cái bệnh viện ai mà không biết giờ thằng Tuấn bán nhà mua thêm xe cấp cứu để chạy thêm kiếm tiền. Thôi chị thái thịt nhanh nhanh đi, tôi còn về nữa. Tại sao anh chị bán nhà mà không nói gì cho tôi biết vậy hả? Dạ sao mẹ biết ạ? Cả xóm họ đồn ầm lên rồi đây nè, bán nhà để mua xe kiếm thêm tiền cơ à. Mẹ à, chuyện không như mẹ nghe thấy đâu, mẹ nghe con nói đi. Con giỏi thì anh chị về đây mà nói nè. Ôi trời ơi, bác bị làm sao thế này ạ? Để con đỡ bác, chở bác lên bệnh viện nha.
Mẹ à, mẹ tỉnh rồi. Mẹ làm con hết hồn à. Ờ, sao con lại ở đây? Mẹ đang ở đâu vậy? Dạ, đây là bệnh viện tỉnh. Tụi con vừa về tới nhà. Bà nói mẹ đang nằm ở trạm y tế xã. Cũng may là anh Tuấn có sẵn xe cứu thương, nên đã đưa mẹ thẳng lên đây luôn á. Bác tỉnh lại là tốt rồi. Bác bị thiếu máu não. May mà người thanh niên này đã đưa bác đến cấp cứu kịp thời. Dạ, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Có gì đâu. Nếu nói về ơn nghĩa, tôi còn phải cảm ơn anh chị nhiều lắm chứ. Ờ, sao cơ? À, trước kia mày nhờ có anh Tuấn đây chở mẹ tôi từ bệnh viện về nhà ở tận Phan Thiết mà lại không lấy tiền. Nhờ vậy gia đình tôi cũng đỡ đần được lúc khó khăn ấy. Không ngờ lần này lại giúp được anh. May quá. Ờ, chỉ là chuyện tôi nên làm thôi. Dù gì cũng cảm ơn anh rất nhiều nha. Ừ, thật ra thì bác cứ giữ lấy đi ạ. Sau này còn cần phải dùng nhiều lắm. Ờ, nhưng mà nhân cậu chạy cứu thương từ thành phố Hồ Chí Minh về tận Trà Vinh cơ mà. Không sao đâu ạ. Gia đình cần số tiền này nhiều hơn cháu. Anh nói thật đi. Vậy tại sao anh lại muốn mua xe? Em cũng thấy rồi đó. Có rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta nghĩ. Đối với họ, một khoản tiền phí đi xe như vậy sẽ giúp được họ rất nhiều thứ về sau. Anh muốn có thêm những chuyến xe sẵn sàng giúp đỡ những gia đình ấy. Tuy cái chúng ta nhận lại không phải là tiền bạc, nhưng lại chính là tình thương của mọi người. Cũng như hôm nay vậy. Em ủng hộ anh. À, thì ra là vậy. Chúng tôi cứ nghĩ cậu lợi dụng sự khó khăn của người khác để kiếm tiền chứ. Ờ, không ngờ. À, trời, thật hổ thẹn. Tôi thành thật xin lỗi cậu nha. Tôi cũng hiểu mà, nhưng tôi không trách hai cô đâu. Ừ, mẹ à, con xin lỗi mẹ. Tụi con... Mẹ, con xin lỗi mẹ. Tụi con... Được rồi. Con... Mẹ đã hiểu tấm lòng của hai đứa, nhất là con. Mẹ chỉ là lo cho các con không có chỗ ăn chỗ ở mỗi khi đi làm về thôi. Giúp đỡ người là một việc tốt mà. Mẹ ủng hộ hai đứa. Con cảm ơn mẹ. Từ đó, anh đã hoàn toàn được sự ủng hộ từ phía gia đình. Và cũng từ sau sự việc lần đó, tiếng lành anh không lấy tiền của người nghèo đã được nhiều người biết đến. Nhiều tài trợ và hảo tâm hay tìm đến anh để hỗ trợ cũng như góp thêm chi phí ủng hộ dịch vụ nhân văn này. Mỗi ngày, chuyến xe nghĩa tình ấy lại lên đường bất kể ngày đêm. Những chuyến xe không đồng đã ra đời như một ngọn hải đăng giữa biển tối. Những cái ôm của con. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về ông Ryan làm nghề giao bánh ở Ý và những cái ôm dành cho con. Muộn quá rồi, phải nhanh lên mới được. Chào bà Anna. Ờ, chào ông Ryan. Về rồi đấy à, con bé nó đợi suốt kìa. Vâng. Con gái yêu của ba về rồi đây. Ba ơi, hôm nay ba đi làm có mệt không? Sau mỗi ngày làm việc, ba đều thấy vui nhất là khi được trở về nhà, có con gái của ba đang đợi. Mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Trời ơi, hai ba con tình cảm quá. Mấy ngày sau. Vậy là xong. Lát ba về sẽ có bánh ngọt và nến nữa. Mình sẽ có một sinh nhật thật vui. Giờ thì chờ ba về thôi. Khách bảo đợi 15 phút mà mình đợi 30 phút rồi. Thật là... Ờ, chị ơi, chị xuống lấy hàng đi. Ờ, xin lỗi anh, tôi bị tắc đường nên chưa về tới nơi. Phiền anh đứng đợi thêm 5 phút nữa thôi nha. Ờ, bán cho tôi chiếc bánh kia. Cậu gói cẩn thận nha. Quà của con gái yêu của tôi đó. Hôm nay mình đã hẹn với Bia là sẽ về sớm. Ấy thế mà lại về muộn thế này.
Hy vọng con bé không giận mình. Ủa, sao con bé không bật đèn lên? Nó đang làm gì mà không chạy ra với mọi khi ta? Chắc nó giận mình thật rồi. Mia, Mia ơi, ba về rồi. Mia, Mia, con bé đâu rồi? Mia ơi, ba về rồi. Hả? Con bé đã tự chuẩn bị đồ sinh nhật kia rồi, nhưng nó đi đâu mới được chứ? Rian, Rian à, cậu về rồi đó hả? Bà Anna, có chuyện gì thế? Con bé Mia, nó sao? Mia nhà tôi bị làm sao? Lúc tôi đi siêu thị về, thấy có đám đông tụ tập, ra là con bé Anna bị tai nạn. Tôi vội vã đưa con bé vào viện. Vì cần người nhà của nó nên bác sĩ nói tôi có thể về tìm cậu gấp. Ở viện các bác sĩ sẽ lo liệu. Nhưng tình trạng của cô bé diễn biến xấu lắm. Trời ơi, con tôi. Thời gian sau, chú đi giao hàng về rồi ạ? Chú vất vả rồi. Không có gì, tôi về đây. Chú Rian càng ngày càng khác. Trước đây chú rất thân thiện, cởi mở. Thì từ lúc con gái chú ấy qua đời là chú ấy như vậy. Quả thật tôi cũng muốn hỏi thăm động viên chú, nhưng chỉ sợ nhắc đến chú ấy lại càng thêm buồn. Giá như hôm đó mình dậy sớm hơn. Con gái tội nghiệp là lỗi ở ba. Rian, cậu về rồi à? Rõ khổ. Lúc trước hai ba con quấn quýt là vậy. Giờ nhìn cậu ấy như người không hồn vậy. Như không phải người của thế giới này nữa. Con gái của ba. Mấy ngày sau, mình không thể tiếp tục sống trong dằn vặt thế này được. Những đau khổ này phải chấm dứt thôi. Rian, chào cậu. Chào bà Anna. Thời gian tới có lẽ cháu sẽ đi xa một thời gian. Đây là số tiền bà có thể cầm. Và tháng tới, bà gửi nốt thanh toán các hóa đơn điện nước họ gửi đến giúp cháu được không? Cũng được. Có khi đi du lịch một thời gian cũng tốt đấy. Cậu chuẩn bị đi du lịch à? Cậu cứ yên tâm đi. Ở nhà có chuyện gì tôi sẽ lo liệu giúp cho cậu. Vâng, cảm ơn bà. Cậu ấy sẽ đi du lịch ư? Sao mình cứ có linh cảm không lành ta? Hôm nay thôi, ba sẽ đến gặp con. Chờ ba, con gái nhỏ của ba. Alo. Chú Rian à, có đơn giao pizza gấp. Chú có thể qua cửa hàng được không chú? Ở đây không còn ai đi giao được nữa à? Được rồi, 10 phút nữa tôi sẽ tới. Dạ vâng, tốt quá, cảm ơn chú. Alo. Dạ, tôi giao pizza đến số nhà 20 đường Nottingham rồi. À vâng, anh đợi một chút được không ạ? Tôi đang trên đường về đây. Vâng. Hay lại đợi. Mia, Mia, con ơi, đợi ba. À, pizza, bác giao pizza đây rồi. Xin lỗi, đã để anh phải đợi. Kìa con phải lịch sự chứ. Con cảm ơn bác. Bác có lạnh lắm không ạ? Con sưởi ấm cho bác nha. Kìa Simon, con làm phiền bác ấy rồi đó. Ba ơi, ba đi trời tuyết về có lạnh không? Lại đây con ôm nha. Cảm ơn con. Xin lỗi anh. Bình thường cháu nhà của tôi cũng tính thân thiện, nhưng ít khi lại ôm người khác như vậy. Thật phiền quá. Bánh pizza.
xa. Đúng là mình bị hoa mắt rồi. Còn cái ôm kia, chắc là con bé đã gửi đến mình, con gái Mia của ba. Không sao, tôi mới phải xin lỗi vì đã có thái độ kỳ cục như vậy. Chắc đứa bé thấy vẻ đáng thương hại của tôi, rất cần một cái ôm an ủi nên mới vậy thôi. Kỳ anh, sao lại nói như thế? Xin lỗi cô vì tâm trạng khó hiểu của tôi, nhưng cái ôm của cháu bé thật khiến tôi cảm thấy ấm áp, như đứa con gái nhỏ đã qua đời của tôi vừa giang tay gửi đến tôi cái ôm vậy. Trước kia mỗi lần đi làm về, con bé đều chạy ra ôm tôi, thế nhưng bây giờ nó đang ở một nơi rất xa rồi. Ồ, ra là vậy. Anh đừng buồn quá, con gái anh biết vậy cũng sẽ không vui đâu. Chắc hẳn cái ôm vừa rồi là con gái của anh muốn gửi lời động viên đến anh đó. Anh hãy mạnh mẽ lên. Cảm ơn cô. Con gái à, ba thật tệ phải không? Cái ôm con gửi đến cho ba thật sự đã cứu rỗi tâm hồn đau khổ của ba. Ba thật tệ vì đã không ở bên con vào lúc con cần ba nhất. Nhưng nếu như số phận đã an bài như vậy thì ba cũng sẽ cố gắng chấp nhận. Con hãy đợi ba nha, ba sẽ không tuyệt vọng nữa. Hôm nay sao cậu ấy rất lạ, không biết có chuyện gì không nữa? Chẳng lẽ bảo đi là đi luôn sao? Sao mình thấy lo quá. Chào bà Anna, muộn vậy bà vẫn chưa ngủ sao? Chúc bà ngủ ngon nha. Cậu về rồi đó hả? Vâng, cậu cũng ngủ ngon nha. Vâng.